Làm mẹ là hành trình học hỏi, thích ứng liên tục, và chị nghĩ rằng là người ta có thể trở thành người mẹ hoàn hảo, nhưng mà chúng con không cần một người mẹ hoàn hảo, chỉ cần mẹ thế này thôi. Chị mắc rất là nhiều sai lầm, rất là dằn vặt bản thân. Khi mà chị nhìn thấy cái tờ giấy đấy thì chị sững sờ hết cả người. Chị bất lực, mình không quát con vì con mình sai. Mình cần một chỗ để mình giải tỏa. Mình đã không thể ngăn để cho con mình không phạm cái sai lầm đấy. Điều lớn nhất của người mẹ là thấy con mình yêu cuộc sống, yêu con người, yêu chính bản thân mình. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Đây là bài viết The Reconquista, cuộc diệt chủng kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại của tác giả Pink Panther 123. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết. Vào năm 1944, sau trận đại bại của Liên quân Ba Lan và Hungary trước quân Thổ trong trận Vanna, khiến cho vua Ba Lan là Vladislaw Đệ Tam tử trận, đồng thời kết thúc các cuộc thập tự chinh trong 3 thế kỷ của người Công giáo về hướng Đông. Cùng với việc hai cường quốc châu Âu là Anh và Pháp vẫn đang chìm trong chiến tranh trăm năm và người Tây Ban Nha vẫn chưa đẩy lùi được thế lực Hồi giáo ở phía nam bán đảo Iberia, đã khiến cho cửa ngõ đế quốc Hồi giáo Ottoman thâm nhập châu Âu rộng mở. Và trong 24 năm tới, lần lượt các thành trì của người Thiên Chúa ở Balkan lần lượt đều rơi vào tay Ottoman. Đến năm 1453, khi mà Sultan Mehmed Đệ Nhị chiếm được Constantinople, chính thức quét sạch tàn dư cuối cùng của đế chế La Mã Byzantine khỏi mặt đất. Sau trận này, Mehmed cũng chính thức được xưng hoàng đế Padishah, người cai trị của đạo Hồi, định đô ở Constantinople, tuyên bố đế quốc của mình sẽ nối tiếp đế quốc La Mã ngày xưa. Sau sự kiện này, toàn bộ châu Âu như bị chấn động khi hoàng đế của thánh chế La Mã, vua Áo, người được coi là hoàng đế duy nhất của châu Âu, nghe được tin này. Tây đế chính thức bắt đầu cuộc tranh hùng với Đông đế. Cả châu Âu, một xã hội được xây dựng nên từ nền tảng Thiên Chúa giáo, dường như đang bị đe dọa bởi người đạo Hồi. Vợ chồng hoàng gia Công giáo. Vào năm 1492, khi mà Ferdinand và Isabella chính thức chiếm được Granada, thành trì cuối cùng của người Hồi giáo ở vùng Hispania, chính thức kết thúc 800 năm cai trị của người Hồi giáo ở Tây Âu. Ferdinand Đệ Nhị của Aragon và Isabella của Castile, hai vợ chồng đã đặt tiền đề cho việc thành lập đế quốc Tây Ban Nha sau này, và đồng thời cũng là hai vị đế vương Công giáo cực đoan. Muhammad 12, vị Sultan thống trị Granada, sau khi thất trận phải đến chầu phục hai vợ chồng Isabella và Ferdinand. Cuối cùng, Muhammad và gia đình bị đi đày ở Bắc Phi. Nhưng cuối cùng thì họ cũng không thể tránh khỏi cái chết khi hai vợ chồng Isabella và Ferdinand xâm chiếm Bắc Phi. Đến thời điểm này, hòa bình cũng chưa thực sự trở lại vùng Tây Ban Nha. Vì khi kết thúc cuộc tái chiếm Granada, Tây Ban Nha vẫn tràn ngập những con người cuồng tín về Công giáo và căm ghét người đạo Hồi, nên chiến tranh vẫn lan rộng tới vùng Bắc Phi. Quan tòa dị giáo được thành lập ở khắp các vùng đất bị chiếm ở Bắc Phi. Các giàn thiêu và giá treo cổ được dựng khắp nơi, ép người Hồi giáo và Do Thái phải cải đạo hoặc phải bị trục xuất ra khỏi sa mạc hoặc nhận lấy cái chết. Chỉ riêng số người Hồi giáo và Do Thái bị giết ở phía nam Tây Ban Nha và Bắc Phi đã lên tới 8,5 triệu người. Diệt chủng khoảng 33% dân số hai vùng này. Chưa kể số người chết trong chiến tranh hay chết đói chết khát khi bị trục xuất trong thời kỳ cai trị của hai vợ chồng họ. Ngược lại, ở phía đông, khi Mehmed chiếm được Constantinople và tấn công ngôi hoàng đế, ông đã ban bố sắc lệnh tự do tôn giáo cho toàn bộ đế quốc. Bất kể người Thiên Chúa giáo hay người Do Thái đều được tự do đi lại theo tôn giáo của riêng mình. Tất cả mọi việc họ phải làm là đóng thuế đầy đủ và chấp hành đúng luật pháp trong đế quốc Ottoman. Đế quốc Ottoman trở thành nơi trú ngụ an toàn của rất nhiều người dị giáo ở châu Âu bị trục xuất khỏi đất đai của mình. Nhưng cũng có rất ít người bị trục xuất có thể đặt chân tới Ottoman ổn định, bởi vì đa phần họ không thể sống sót khi băng qua sa mạc Bắc Phi. Quan tòa dị giáo đặt chân tới châu Mỹ. Cũng vào năm 1492, Columbus đã phát hiện ra châu Mỹ và kỷ nguyên thuộc địa cũng mở ra với người châu Âu. Và các tòa án dị giáo đồng thời cũng được giáo hoàng phê chuẩn thành lập khắp châu Âu và châu Mỹ, với mục đích chính là đưa lũ người dị giáo phù thủy lên giàn thiêu. Năm 1521, tướng Hernán Cortés của Tây Ban Nha đã chính thức hoàn thành việc xâm chiếm vùng Mexico, tiêu diệt đế quốc Aztec nhằm giải phóng người bản địa khỏi tập tục mọi rợ. Đây cũng chính là chiến dịch đầu tiên lột tả sức mạnh của người da trắng, vì chỉ với hơn 2.000 quân Tây Ban Nha đã phá được 30 vạn quân thổ dân bản xứ Aztec. Và từ năm 1521 đến năm 1605, sau khi thành công trong việc thiết lập thuộc địa Mexico,
dân số người bản địa đã giảm từ 26 triệu xuống chỉ còn gần 1 triệu người, và thay vào đó cũng có hàng triệu người da trắng từ châu Âu đến nhập cư. Năm 1540, tướng Gonzalo Jiménez de Quesada hoàn thành việc xâm chiếm Colombia và phía bắc vùng Nam Mỹ. Chỉ với 162 quân Tây Ban Nha đã tiêu diệt được hơn 3 vạn quân thổ dân vùng này. Không có thống kê số người bản địa bị giết, do vùng này ban đầu không được một đế quốc lớn nào lãnh đạo như Aztec ở Trung Mỹ hay Inca ở Nam Mỹ, mà chỉ toàn các bộ lạc lẻ tẻ sinh sống. Đến năm 1572, tướng Francisco Pizarro hoàn thành việc xâm chiếm vùng Peru, Nam Mỹ. Ông cất quân từ Panama và bắt đầu cuộc tàn sát đến tận cực nam của Nam Mỹ ngày nay. Thành công lớn nhất của ông là bắt sống được vua Atahualpa của đế quốc Inca ngày nay. Đồng thời, ông cũng đã lấy được một số lượng vàng khổng lồ lên tới 5 triệu euro ngày nay. Số lượng vàng này có được là nhờ thân nhân của vua Atahualpa góp mang đến để chuộc lấy nhà vua. Cuối cùng, Pizarro cũng không tránh khỏi cái chết do mâu thuẫn khi chia vàng. Số người chết không thể nắm rõ được. Chỉ rõ là đến năm 1672, cả vùng Nam Mỹ chỉ còn chưa đến 2.000 người bản địa. Chỉ riêng với số người chết trong cuộc truyền bá Thiên Chúa Giáo của người Tây Ban Nha ở Nam và Trung Mỹ đã lên tới hơn hàng chục triệu người. Và ta còn chưa kể đến số người bản địa chết ở vùng Bắc Mỹ do người Anh và Pháp. Và tương lai còn có người Mỹ chịu trách nhiệm còn nhiều tới mức độ nào nữa. Và chính họ cũng lấy lý do là truyền bá ý Chúa. Hậu quả của cuộc thảm sát. Với sự mở ra của kỷ nguyên thực dân, cuộc chạy đua về thuộc địa cùng với tư tưởng Thiên Chúa Giáo cực đoan đã kéo theo một lượng người chết khổng lồ ở tân thế giới, châu Mỹ. Với việc người châu Âu đặt chân lên châu Mỹ đã kéo theo sự sụp đổ của tất cả các nền văn hóa lớn như Maya và Inca bị hủy diệt hoàn toàn. Và người châu Âu cũng đưa tới tòa án dị giáo và các loại dịch bệnh lạ góp phần không nhỏ trong cuộc đại diệt chủng này. Cuộc đại đồ sát ở châu Mỹ bắt đầu từ năm 1492 ở vùng Caribbean, bắt đầu bởi người châu Âu và kéo dài tới tận cuối thế kỷ thứ 19 và kết thúc bởi người Mỹ sau khi họ giành độc lập và bắt đầu cuộc viễn chinh về phía Tây rộng lớn, kết thúc với cái chết của cả trăm triệu con người và sự sụp đổ của vô số nền văn hóa cổ trên khắp châu Mỹ. Cuộc thập tự chinh mở đầu do người châu Âu muốn đẩy lui thế lực Hồi giáo khỏi lục địa của họ đã gây ra thảm họa diệt chủng chưa từng có trong lịch sử nhân loại, lớn gấp nhiều lần cuộc đồ sát mà Đức Quốc xã gây ra, với 20 triệu người thuộc chủng tộc hạ đẳng chết trong các trại tập trung. Ngày nay, nếu ta nghiên cứu kỹ về các dân tộc trong Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, sẽ thấy được số người da đỏ thổ dân Mỹ chỉ chiếm chưa tới 1% dân số. Nhưng nếu lui lại thời gian thì cách đây khoảng 500 năm, họ chính là những chủ nhân của vùng đất này, hoàn toàn không có sự hiện diện của người da trắng. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.